ô tô bay cắt cánh thẳng đứng với vận tốc 300 km h Chiếc ô tô bay do hãng Lilium Aviation thực hiện vừa qua đã trải qua chuyến bay thử nghiệm rất thành công và công ty này đang tham vọng thực hiện một dịch vụ taxi bay có 5 chỗ ngồi. Ô tô bay Lilium Aviation vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm cắt cánh thẳng đứng và hạ cánh. Chiếc ô tô bay nhỏ gọn này được thiết kế cho vận tải cá nhân chứ không phải là dòng máy bay dân dụng. Ô tô bay được trang bị 36 động cơ, nên nếu một hoặc hai hay thậm chí ba động cơ bị hỏng cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Cuộc thử nghiệm cho thấy ô tô bay có thể cắt cánh theo chiều thẳng đứng, sau đó gặp hai cánh để bay lượn. CEO Daniel Wingen của Lilium Aviation cho hay, ô tô bay có hai chỗ ngồi, có thể đạt vận tốc tối đa là 300 km trên một giờ. Sau cuộc thử nghiệm thành công này, công ty dự định sẽ thực hiện ô tô bay 5 chỗ để làm taxi và các hình thức vận tải trả tiền khác. Tập đoàn này tin rằng sản phẩm của họ sẽ giúp giảm bớt ô nhiễm môi trường cũng như không tốn kém khi xây dựng đường giao thông, do dòng xe bay này không cần đến một đường băng dài rộng để cắt cánh như máy bay thông thường. Còn hãng Aeromobile cũng đã giới thiệu phiên bản mới nhất của xe bay Aeromobile Plaka. Chiếc xe bay có giá 1,6 triệu USD. Hiện nay công ty đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và sản phẩm đầu tiên sẽ đến tay khách hàng là vào năm 2020. Aeromoba cho hay Aeromoba Plakinka có thể hoạt động như một chiếc ô tô, sau đó có thể chuyển sang máy bay chỉ trong vòng 3 phút. Khi lái trên đường, cánh máy bay gặp lại và mở ra khi bay. Tốc độ bay là 360 km h còn tốc độ chạy trên mặt đất là 160 km h Công ty dự kiến sẽ có 500 chiếc ô tô bay sản xuất trong đợt đầu tiên. Để bay thì chiếc xe cần một đường băng hoặc nơi có thể cắt cánh. Và để sở hữu chiếc xe này thì chủ nhân cần có giấy phép lái xe và giấy phép lái máy bay. Hôm 11 tháng 4, công ty khởi nghiệp Evolo cũng đã trinh làng và thử nghiệm bay taxi bay. Sản phẩm này có tên gọi là Volo Copper 2X. Nó có thể chở hai người, không phát ra tiếng ồn. Trên máy bay có 18 rotor, có thể cắt cánh thẳng đứng. Taxi bay này chỉ bay được tối đa 17 phút nhờ năng lượng từ 9 viên pin. Vận tốc tối đa là 69 km h thực tế cho thấy nó không phải phương tiện bay được xa như người ta nghĩ mà nó chỉ nằm trong một khoảng không gian và thời gian giới hạn